Và mời các bác tiếp tục quay trở lại với kênh xe đạp Nhật của em trên YouTube nhé. Xin mời các bác đón xem một siêu phẩm hàng nội địa Nhật, một chiếc Rót Nhật Bản nhé. Đây là một chiếc Rót nội địa Nhật full Shimano TAG da cực kỳ chất. Khung màu chủ đạo của xe là màu đen pha màu. Con này là nó full Shimano TAG da rồi, nhưng mà nó độ nguyên bản, em đánh giá độ nguyên bản là trên 95% nhá. Độ nguyên bản của xe, một chiếc xe hàng nội địa Nhật cực kỳ chất, mang tên là Ancho. Một chiếc Ancho, một chiếc Rót Ancho bản RFA5 nhá. Với cặp lốp là viền đỏ cực kỳ đẹp. Lát nữa em sẽ đi chi tiết cấu hình, các bác sẽ thấy độ chất, độ nguyên bản của xe như thế nào. Con này thì trục trước, trục sau đều là trục rỗng, trục giữa, trục rỗng luôn. Đấy. Con này là full trục rỗng, chạy bi bạc đạn. Với cấu hình cực cao của Shimano TAG da. Nó gồm các món như là phanh trước, phanh sau này, đùi đĩa này, xích líp này, cùi đề gạt đĩa này và Meyer. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất em gửi đến các bác nhé. Sau đó để các bác có thể lựa chọn cho mình được một chiếc xe thể thao đi sức khỏe, nâng cao như ý muốn của mình. Hợp với lại dáng xe, giá tiền. Và chiếc xe này với size gióng đứng rất cao. Size gióng đứng con này là gióng đứng của nó là tầm cỡ 53, 54 cm. Nên các bác lên cấu hình chiều cao cho em là từ 1m68 trở lên nhé. Từ 1m68 trở lên là đi chiếc xe này cực đẹp luôn. Khung nhôm càng carbon nhá. Con này nó thuộc hệ như là nhôm mài rồi, càng carbon. Một cấu hình rất cao của khung sườn với bản xe Ancho của Nhật Bản, đến từ Nhật Bản. Con này nó thiết kế khí động học của gióng đứng, gióng ngang của nó là hơi cong nhá. Rất đẹp đây. Đó. Bản pô tàng nguyên zin của Ancho. Lát để đi chi tiết cấu hình các bác sẽ thấy. Đầu tiên em sẽ đi tổng thể của xe. Độ nguyên zin 95% trở lên là chuẩn xác của chiếc xe này. Đấy, kể cả bộ đề lắc cũng TAG da luôn. Bộ đề lắc của Shimano TAG da luôn. Phanh trước, phanh sau đồng bộ của TAG da. Mày ở rất đẹp đấy các bác. Bản xe như bản xe thế hệ mới rất đẹp. Khung nhôm càng carbon. Một chiếc Rốt Bay. Chiếc Rốt Bay cấu hình cao. Và em sẽ những ngày cuối của tháng 7 âm lịch này, em sẽ chi ân với giá đẹp nhất cho các bác, để các bác mua được nhé. Bác nhớ xem hết video, xem hết về cấu hình của xe. Phần cuối em sẽ báo giá cho các bác luôn. Rất trường xe. Một chiếc xe rất dài đòn, dành cho người có chiều cao, lý tưởng từ 1m68 trở lên. Độ nguyên zin của nó miễn bàn rồi, gọng in, cọc in vẫn đang nguyên zin theo xe luôn. Con này thì có bộ dè, bộ dè. Con này thì có dè, dè sau là em lắp thêm nhá. Dè sau là dè của bên em là trang bị thêm. Tuy nhiên cũng nó cũng là hàng xuất xứ mà em nhập phụ kiện linh kiện từ Nhật về. Con này thì nó không có tai hồng, tuy nhiên nó có vòng chỉnh nhá. Vòng chỉnh để siết nâng hạ cọc in cho nó phù hợp với các bác. Với gióng đứng thì em đã nói rồi, nó phải tầm 53, 54 cm trở lên. Đấy, nhôm mài này các bác này, màu của nó là màu phía sau của nó là màu xanh. Màu xanh. Đấy, màu ở phía trước nó lại là màu đen. Đấy, phối hai màu rất đẹp, cộng với các viền chỉ màu trắng. Mã số xe là 896 nha các bác. Bác nhớ mã số xe là 896 nhá. Bản Ancho này, đuôi càng sau này. Ngoài ra nó còn có anchobigger.com này. Đấy, trang web của nó đấy. Khung sườn nhôm càng carbon. Đuôi càng sau có một miếng phản quang màu đỏ luôn. Tiếp tục cấu hình nhá. Đấy, phanh sau là phanh của Shimano, phanh gọng C 3 mảnh nhá. Nhôm nguyên zin của Shimano luôn. Lốp thì đương nhiên là lốp viền đỏ rồi, thì chất rồi, lốp màu là nó rất chất. Lốp Nhật luôn. Các bác xem này. Made in Japan. Đó. Vành nhôm hai lớp nguyên zin. Nan hoa thì là nan hoa lá hẹ. Nan hoa là nan hoa lá hẹ chân đồng. Loại của nó là loại inox rồi.
rúp quy đề này, Shimano Tiagra, em nói là full Tiagra nha các bác. Đấy, Shimano. Gọng xe đây, gọng bảo vệ quy đề của nó này đang còn. Gọng nguyên zin của nó luôn. Sơn tĩnh điện màu đen thép chống gỉ. Con này thì cấu hình rất cao, 2 tầng đĩa và 10 tầng líp. Con này có tới 10 tầng líp nhá. Sên líp cũng là Shimano luôn. Mai ở sau Shimano luôn này các bác. Đó là cũng Shimano luôn đấy. Rất đẹp. Gạt đĩa cái Tiagra nha các bác. Đùi này. Đùi nam chấu này. Đùi nam chấu này. Của Tiagra luôn, đùi nhôm nhá. Đó. Con này thì Made in Malaysia các bác, Shimano Made in Malaysia. Pedal của nó thì là pedal bạc đạn gọng nhôm rồi, nguyên zin theo xe. Gọng nước cũng nguyên zin luôn. Đấy, gọng nhựa màu đỏ. Con này là thiết kế khung sườn của nó về gióng chéo là hộp nhôm vát. Gióng đứng cũng nhôm vát tam giác luôn. Bản RF35 này. Kẻ chỉ màu trắng này, rất đẹp này. Đi đến cái cấu hình của bát chén của nó đây. Con này một bát 4 vòng. Và vòng cũng là sợi carbon luôn. Vòng là sợi carbon luôn, rất đẹp. Vô tăng của Ancho luôn các bác. Vô tăng bản 8 cm và Ancho luôn. Mặt nạ của nó thì mặt nạ rỗng. Với kiểu thiết kế là form dáng về cấu hình thì đồng vô tăng như của Bianchi nha các bác. Tuy nhiên nó là nguyên zin của Ancho. 4 ốc. Tay lái tay cong này. Ghi đông của nó là ghi đông tay cong này, rốt này. Xe có trang bị tay phanh phụ, tay nhôm nhá. Hệ thống dây thì là màu xanh coban, cũng là dây của Nhật luôn. Phanh trước này cũng là gọng chữ C, 3 mảnh của Tiagra này. Rất đẹp. Bộ đề lắc này. Đề lắc trái phải đồng bộ luôn của Tiagra, Shimano Tiagra. Đề lắc lưỡi gà, tay phanh phụ. Càng trước càng sợi carbon luôn này. Đấy, làm một chất liệu là sợi carbon. Ancho đang viết trên càng này. Đấy, Meyer trước cũng là Meyer của Shimano rồi. Lốp thì cực xịn, lốp của Panaracer Made in Japan. Đỏ đen, thông số là 700x25C nhá. 700x25C. Sang đến trục của nó, trục giữa của nó đây, trục rỗng này. Chặn đi bạc đạn này. Tiagra khối nổ giòn tan. Chân chống này về em trang bị nha các bác, trang bị mới luôn. Chân chống GTS, chân chống này cũng là hàng phụ kiện nhập bên Nhật. Bánh trước bánh sau đều có khóa hồng nhá. Đều có khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh cho nên nó được gọi là trục rỗng luôn. Đấy, mặt sau của đùi bên phải đây. Made in Malaysia Shimano. Full Shimano, full Tiagra, full Shimano, full Tiagra. Cặp vành hai lớp cực chất nguyên zin theo xe. Một chiếc xe hàng nội địa Nhật mang tên là Ancho. Thương hiệu này rất nổi tiếng ở Nhật, được thành lập từ những năm 1974 nha các bác. Như vậy là lên tới 50 năm rồi. Một chiếc rót cực kỳ chất lượng, dành cho người có chiều cao lý tưởng đi. Và giá chiếc xe này bán giao lưu với các bác là còn 14.500.000 đồng nhá. Đấy, với cấu hình rất cao, một bản xe 2 tầng đĩa 10 tầng líp, cấu hình full Tiagra mà giá chỉ 14.500.000 đồng. Bác ưng thì alo cho em. Số điện thoại ghim góc trên phía trái của màn hình, ghim ở phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón xem những mẫu xe em sẽ lên sóng. Vâng, mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp Nhật của em trên YouTube nhé. Trước màn hình của các bác là một chiếc xe thể thao touring bán địa hình full đồ. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của thế giới, đó là Bianchi. Các bác đang xem video thì vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow, theo dõi những mẫu xe mới nhất mà em đăng liên tục hàng ngày để gửi đến cho các bác. Các bác có thể lựa chọn cho mình được một mẫu xe thể thao đi như ý muốn của mình nhá. Đây là một chiếc xe mang mã số là E926 này các bác. Bác nhớ mã số xe nhá, E926. Bianchi. Màu chủ đạo của xe là màu trắng và màu vàng.
Đấy, phối hai màu trắng vàng nhá. Ngoài ra có viền chỉ cam cũng như là một số chấm đặc trưng màu xanh ngọc với chiếc lá cờ của biển chi của Italia, cực đẹp. Đây là một chiếc xe có trang bị các ba ga trước sau dọ hàng inox, đồng thời có cả đèn đi ban đêm và máy phát điện, rất VIP, với cặp vành Alex Mix nguyên zin hai lớp của xe. Đấy, càng phục nhún phía trước đi rất êm. Đấy, trên những địa hình gồ ghề và nó không được bằng phẳng. Như thường lệ, em sẽ đi tổng quan của xe, sau đó sẽ đi chi tiết và báo giá cho các bác. Con xe này thì mới vừa về kho bán hàng tối hôm qua thì sẵn. Thì hôm nay em sẽ quay đăng giới thiệu cho các bác luôn. Bây đàn đang còn cột ngay ở gọng nước nhé. Các bác lên cấu hình chiều cao con xe này là 1m60 trở lên nhé. 1m60 đến 1m75. Đi chiếc xe này ok luôn. Với size đóng đứng của nó là size M. Đấy, size đóng đứng là size M44cm. Để chuẩn vừa thì 1m62 ok. Còn hơi chớn xíu thì 1m60 vẫn đi được. Không vấn đề gì đâu nhá. Rất đẹp với thông số bánh lốp 700. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe này. Các ba ga của xe được trang bị gọng nhôm, có kẹp hàng. Đuôi các ba ga có chiếc đèn cảm biến ánh sáng màu đỏ luôn. Đèn này phát điện nhá. Cọc in của xe đây. Cọc in của xe, cọc in nguyên zin. Cọc in nguyên zin, nhôm mạ. Bóng lộn luôn. In và gọng in của nguyên zin theo xe luôn. Xe có khóa hồng nguyên zin luôn, màu trắng. Đấy. Con này khung sườn của nó là khung sườn nhôm. Khung sườn nhôm, đây mối hàn bầy cá đây. Nước sơn nguyên zin, nước sơn chân chim. Đấy. Trên nước sơn này nó có những vết nứt kiểu chân chim nha các bác, chứ không phải là bị nứt khung, nứt càng đâu nhá. Đấy. Bản sơn này là nó nằm ở sơn màu vàng. Sơn viền chỉ, nứt chân chim. E926 nha các bác. E926, phê đan của nó gọng thép này. Gọng thép phản quang hai mặt màu vàng này, cột trên chiếc gọng nước đây, gọng nước cũng là gọng nhôm, sơn tĩnh điện màu đen. Mối hàn vây cá đây, con này có thể nói là full Shimano nhá. Chết rồi, tiếp tục đi đến phần bánh lốp. Rè của xe. Rè là rè nhựa, rè của Nhật, rè nhựa đàn hồi. Rè này là bản rè full. Bản rè full nhá. Có thể là đi vòng hết hơn một nửa bánh rồi. Như vậy là chống vẫy bùn. Dành cho người trung tuổi đi thì đẹp rồi. Lốp là lốp của Kenda nha các bác. Lốp của Kenda, thông số của nó đây. 700 x 28C. 700 x 28C. Cấu hình vành nhôm hai lớp của Alex Smith nguyên zin. Nan hoa thì là nan hoa inox chân đồng. Quy đề gạt đĩa đồng bộ Shimano Antus. Gọng bảo vệ quy đề vẫn còn. Con này trục sau cũng là trục rỗng rồi. Trục sau là trục rỗng. Xe chạy 3 tầng đĩa và 8 tầng líp nhá. Có ốp líp, ốp đĩa hết nhá. Ốp líp là màu trắng trong suốt này. Mayer của Shimano luôn. Đấy, nguyên zin của Shimano luôn. Càng phanh gọng về trước sau của Shimano. Càng nhôm. Hệ thống dây đi nổi. Đùi cũng có Shimano luôn. Con này là Shimano Made in Malaysia. Shimano Made in Malaysia nhá. Đùi 4 chấu ốp đĩa Shimano luôn. Lại gạt này. Đấy, gạt đĩa này. Đấy, đồng bộ gạt đĩa cho 8 líp. 3 đĩa 8 líp. Nước sơn thì cực chất rồi. Viền chỉ màu cam này. Trên nền màu vàng chữ trắng này. Đấy, chữ sơn chân chim này. Mối hàn với cá này. Con này vẫn còn logo đại bàng tung cánh. Mặt trước của khung, bộ cấu hình của bát chén của nó đây. Một chén FSA 4 vòng, pô tăng bản 8 cm, ghi đông. Pô tăng đều là nhôm mạ, sáng choang luôn. Mặt nạ của nó mặt nạ giống 4 ốc đây, 4 ốc có phủ sơn màu vàng, inox nguyên zin của nó. Tay phanh, tay nhôm của Shimano, bộ bấm xả Shimano. Bấm xả đĩa cũng Shimano, bấm xả líp Shimano luôn. Tay nhôm. Tay nắm thì tay nắm cao su chống trượt màu đen. Chung là chung nguyên zin của
bên Nhật. Các ba ga trước đây cũng là các ba ga gọng nhôm sơn màu đen. Giỏ hàng là giỏ hàng inox bản trung của Bridgestone, giỏ hàng Nhật luôn. Đèn là đèn bầu nhá, đèn là đèn bầu các bác, đèn led bầu. Viền đèn là mạ chrome, bầu đèn là sơn màu đen. Máy ở trước là máy ở phát điện luôn, máy ở trước máy ở phát điện của Bridgestone luôn. Cấu hình bánh trước như bánh sau, lốp Canada này. Thông số lốp đây 700x28C, đồng bộ với bánh sau luôn. Vành nhôm hai lớp của Alex Mitz, vành chất hai lớp. Đây là cái tem chữ, thì nó bằng tem chữ dán giấy ở trên vành nên theo thời gian thì nó cũng bị mòn đi nha các bác. Tuy nhiên vành của Alex Mitz có khắc chữ số trên vành, các bác yên tâm. Nan hoa thì là inox chân đồng rồi. Đấy, càng trước phanh này cũng là càng phanh gọng V của Shimano. Đấy, phanh gọng V của Shimano. Kỳ chất lượng. Đấy, càng phục trước của nó này, càng Bianchi Sport này. Con này Bianchi bản bản Cielo nha các bác. Bianchi Sport Cielo. Đấy, càng trục phục của nó thì cực êm rồi. Đấy, có vặn chỉnh này. Để chỉnh sóc đó, nó êm. Nó hợp với cung đường đi của các bác, hợp với phong cách và dáng đi của các bác luôn. Đấy. Một chiếc Bianchi Tour Dinh full đồ, có trang bị đàn đi và đêm cực kỳ chất. Đấy, trục sau của nó đây là trục rỗng này. Khóa hồng tháo lắp nhanh này. Đấy, tháo lắp nhanh của Shimano luôn. Đấy, đùi trái cũng như đùi phải đây của đùi của Shimano, đùi nhôm nguyên zin. Trục giữa thì chạy bi bạc đạn nên cực kỳ chất. Chân trống này, chân trống bán thép gọng nhôm, có lò xo bọc ở phía trong, cũng như là vặn chỉnh tăng đơ làm sao đó cho nó phù hợp với địa hình các bác chống xe cho nó chắc chắn nhất nhé. Chiếc xe bản Touring Simmer, các bác yêu thích màu xe này, dáng xe này, và giá chiếc xe này là 14 triệu nhá. 14 triệu đã bao gồm phí ship. Một chiếc BNG 14 triệu full đồ, bán địa hình, có thể đi được ở địa hình không bằng phẳng. Giá tiền là 14 triệu đồng. Thì các bác ưng alo cho em. Số điện thoại ghim chạy phía trên góc trái màn hình, ghim tiếp vào phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón xem những mẫu xe em sẽ tiếp tục lên sóng cho các bác sau đây nhé.